Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20 tháng 10 là ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão trước khi vào Biển Đông, có tên quốc tế là Sao Đen. Hình thái này có thể đạt đến sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 trước khi áp sát đất liền Trung Bộ. Theo đó, 7 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão cách đảo Luzon, Philippines khoảng 330 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 21 tháng 10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 23 tháng 10, vị trí tâm bão ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, diễn biến của bão sẽ khá phức tạp do chịu nhiều tương tác với các hình thái khác, đặc biệt là không khí lạnh. Nhận định ban đầu cho thấy ảnh hưởng của bão có thể khiến tình trạng mưa lũ ở Trung Bộ tiếp diễn cực đoan. Kết thúc đợt mưa ngày 21 tháng 10, khu vực khả năng bước ngay vào đợt mưa mới, kéo dài trong các ngày 22 đến 26 tháng 10. Thưa quý vị, hôm nay các tỉnh Trung Bộ từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt sâu ở vùng trũng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những giờ qua, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi lớn hơn như là tại Hoành Sơn, Hà Tĩnh là 169mm, đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị là 153mm. Các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Dự báo ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nên ngày và đêm nay, 20 tháng 10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, với lượng mưa là từ 500 đến 100mm, có nơi trên 100mm. Ở Nghệ An là từ 10 đến 30mm, phía Nam có nơi trên 40mm. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp. Các khu đô thị tại các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình. Nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Thưa quý vị, theo báo cáo cập nhật đến trưa nay của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến thời điểm này đã có 105 người chết, 27 người mất tích do mưa lũ lịch sử ở miền Trung. Lũ đỉnh điểm đã qua ở khu vực này, nhưng người dân vẫn cần phải hết sức chú ý đề phòng các sự cố tai nạn sau lũ để tránh thiệt hại đáng tiếc. Tổng số thiệt hại về người chết và mất tích trong 2 tuần mưa lũ vừa qua là 132, tăng 8 người so với báo cáo ngày hôm qua, bao gồm sạt lở đất 65 người chết, lũ 44 người chết, tai nạn tàu biển 8 người chết, bất cẩn khi dọn vệ sinh 4 người, nguyên nhân khác 10 người. Trong đó, Thừa Thiên Huế thiệt hại nặng nhất có 27 người chết, Quảng Nam là 11 người. Hiện vẫn còn 27 người mất tích, riêng ở Thừa Thiên Huế là 15 công nhân tại Thủy điện Rào Trăng Ba. Đến nay, toàn bộ thi thể của 22 trên 22 cán bộ chiến sĩ đã được tìm thấy tại vị trí sạt lở Đoàn Kinh tế 337, quân khu 4, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Về giao thông, 16 tuyến quốc lộ, 165.100m đường quốc lộ, 140.200m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Hiện tại, ngập lụt chia cắt tại 3 điểm trên quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Bình và một vị trí trên đường Hồ Chí Minh. Nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt chia cắt. Nhiều huyện tại Quảng Bình đang bị nước lũ chia cắt, hàng nghìn hộ dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Công tác tiếp cận và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các khu vực ngập lụt gặp nhiều khó khăn, nhưng các lực lượng vẫn cố gắng để tiếp cận người dân vùng lũ. Phản ánh trực tiếp từ hiện trường của nhóm phóng viên Đình Hoàn, Đoàn Hiệp. Vâng ạ, xin được mời anh Đình Hoàn. Vâng ạ, xin chào trường quay, xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay nhóm phóng viên của kênh Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đang có mặt tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Mưa lớn những ngày qua khiến cho mực nước tại các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình dâng cao và nhiều khu vực dân cư tại đây thì đã bị nhấn chìm trong nước. Vị trí nơi chúng tôi đang có mặt thì cũng đang bị ngập rất lớn.
Phía đằng xa kia là những khu vực cánh đồng nơi người dân tiến hành các hoạt động sản xuất. Nhưng thời điểm này thì cũng đã mênh mông trong biển nước và toàn bộ hoa màu của người dân trong vụ mùa này thì dự kiến là sẽ có thể là nguy cơ bị mất trắng. Ngày hôm nay theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, mưa tại đây thì đã giảm rồi. Tuy nhiên, được dự báo là chiều và buổi tối ngày hôm nay sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn. Chính vì vậy mà nhiều khu vực dân cư vẫn đang được dự báo có thể là ngập sâu trong nước. Và để có thể là hiểu rõ hơn thông tin về tình hình mưa lũ đang gây ra những ảnh hưởng như thế nào cho đời sống của người dân, việc hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân như thế nào, ngay sau đây nhóm phóng viên chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi nhanh với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thủy. Vâng ạ, xin chào ông. Ông có thể cho biết là mưa lũ những ngày qua đã gây ra những ảnh hưởng như thế nào đối với người dân trên địa bàn xã? Có thể nói đây là một trận lũ lịch sử từ trước đến nay chưa từng có. Trận lũ này đã làm ngập hơn 1.000 hộ, tê liệt toàn bộ điện khoai phân xạ và thiệt hại hoa màu mất trắng khoảng 100 hecta. Hiện nay công tác cứu hộ thì xã cũng đã huy động tất cả các lực lượng công an, rồi là dân quân, thôn đội trưởng, rồi là vận động thêm một số là đoàn viên thanh niên tình nguyện. Xong không bên cạnh đó thì về lương thực phẩm thì ủy ban xã đã vận động một số mình đồng quân là ủng hộ nấu cơm và chia từng suất, sau đó là chia tới từng đoàn và treo nộp thuyền lá đi phân phát và cơm cho bà con theo từng bữa. Về nước uống thì cũng trên địa bàn xã thì nay cũng có một số công ty ủng hộ, cho nên anh em trên địa bàn xã thì ngoài việc ủng hộ thì cũng đã mua ít lương thực thực phẩm để là phát nước và mì tôm cho bà con qua cái nạn đói này. Vâng ạ, thưa ông, mưa những ngày tới thì được dự báo còn có thể tiếp tục xảy ra và các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ dồn dập vào miền Trung trong những ngày tới. Vậy công tác vận động cũng như là tuyên truyền để người dân họ hiểu cũng như là chấp hành việc di rời cũng như đảm bảo an toàn khi mưa lũ xảy ra thì sẽ được triển khai như thế nào trên địa bàn xã thưa ông? Hiện nay thì trên các thông tin dự báo thì cuối tuần sẽ có cơn bão dự kiến là cấp vào miền Trung, lượng mưa rất lớn. Tuy nhiên thì hiện nay thì hệ thống loa đài thì đã bị điện là mất, cho nên chỉ là thì công tác tuyên truyền qua thôn loa đài thì không còn trên không được. Thế nên ủy ban xã là đã chỉ đạo các thôn, rồi là các đoàn thể, rồi các chi hội ở các thôn tuyên truyền vận động bà con, nhất là ở những nơi khu vực nước lũ xấu là không cho bà con về và vận động ở lại. Thứ hai là tuyên truyền vận động bà con và hỗ trợ một số hộ nghèo neo đơn trong tổng nhà cửa để là chăm đựng phòng người với cơn bão sắp tới nhằm giảm thiệt hại ít nhất cho về tài sản của nhân dân. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, mưa lũ trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình được dự báo còn có thể tiếp tục xảy ra. Và trao đổi với phóng viên chúng tôi cách đây ít phút, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Lệ Thủy cho biết mưa trên thời điểm này thì giảm khiến cho mực nước tại đây thì đã bị rút đi 50cm so với ngày hôm qua. Tuy nhiên với cái điều kiện thời tiết vẫn tiếp tục mưa như vậy thì trong buổi đêm ngày hôm nay dự kiến mực nước có thể là tiếp tục dâng lên trở lại. Và cuộc sống của hàng nghìn người dân nơi đây đang tiếp tục đối diện với những khó khăn khi điện mất cũng như lương thực thực phẩm thì đang ngày càng cạn kiệt. Và nhóm phóng viên của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời trở lại với trường quay. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh Đình Hoàng. Vâng, thưa quý vị, thiên tai quá khắc nghiệt và những hình ảnh về biển nước mênh mông bị cô lập như vậy sẽ khiến cho nhiều người không thể nào quên.